Được kính chào quý anh chị em quay trở lại với kênh của em Tới Ô Tô tại địa chỉ số 17 đường Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, một trong những siêu thị ô tô lớn nhất miền Bắc. Thì hôm nay bên em mới về một chiếc Toyota Yaris i2019 quý anh chị nhé. Vâng, thì mời quý anh chị cùng em xem qua ngoại thất nội thất chiếc xe mới về rất là đẹp luôn quý anh chị nhé, màu trắng. Đây, cụm đèn trước của chiếc xe được trang bị đèn bi và đèn chiếu gầm ạ. Vâng, mâm 15 inch rất là to, nốp theo xe quý anh chị nhé, gương kính chỉnh điện, tay nắm cửa mạ chrome, nội thất màu kem thưa quý anh chị nhé, xe rất là đẹp luôn ạ, không một vết xước. Xe em về chỉ có việc dọn dẹp rửa qua và bán thôi quý anh chị nhé. Hàng ghế sau cũng rất là đẹp luôn. Cụm đèn sau quý anh chị này, camera lùi, phanh trên cao, khoang hành lý cũng rất là sâu nha quý anh chị nhá, cảm biến sau. Chiếc xe về bên em thì cam kết cho quý anh chị là chiếc xe không lỗi ạ. Táp bi cửa của chiếc cánh cửa được trang bị gương kính chỉnh điện nha quý anh chị nhá. Ghế da rất là mới, vô lăng mộc da này quý anh chị này. Xe rất là mới luôn. Tiện ích phụ kiện đeo xe, xong rồi là điều hòa tự động quý anh chị nhá, hai vùng luôn ạ. Hộp số tự động. Em quay khoang máy cho quý anh chị xem. Quý anh chị nào đang quan tâm thì có thể liên hệ với em một chiếc xe đã qua sử dụng. Đây, quý anh chị có thể nhìn thấy khoang động cơ, khoang máy của chiếc xe rất là mới luôn ạ. Chỉ bụi bẩn qua bên em phủi đi cái là nó sạch. Keo chỉ của chiếc xe thì quý anh chị an tâm là chiếc xe không tai nạn ạ. Vâng. Với chiếc xe đã qua sử dụng thì sau zoom em cam kết cho quý anh chị một chiếc xe không lỗi, không tai nạn, đụng ngập nước, giấy tờ an ninh pháp lý đầy đủ, giấy tờ cũng như là thủ tục mọi thứ. Thì quý anh chị nào đang quan tâm thì có thể gọi điện thoại cho em số điện thoại hotline 0977 500 055. Chiếc xe này em đang bán với giá là 615 triệu, tức là quý anh chị đã tiết kiệm cho quý anh chị được 125 triệu so với một chiếc xe mới. Thì quý anh chị vẫn hỗ trợ cho quý anh chị lên đến 70% trả góp ngân hàng. Thì quý anh chị chỉ cần 180 triệu là có thể mang một chiếc xe này về với gia đình của mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị. Xin quý anh chị cho em một like, một subscribe. Em sẽ tặng cho quý anh chị khi đến mua xe từ 5 đến 15 triệu đồng. Xin cảm ơn.